Cho chị hai bát như mọi khi nhá. Vâng vâng, có ngay ạ. Tính tiền em luôn nhá. Đưa của chú đấy. Dạ vâng, cháu xin ạ. 42 mẹ con. Của em bao tiền anh? Dạ, chị hai mẹ con 60.000. Em gửi nhá, đi học con. Ba, người ta trả tiền này. Thế cái thằng Vượng nó chạy đi đâu hả ông? Tôi cũng không biết đấy, vừa thấy cậu đứng đây cơ mà. Cảm ơn ông ạ. Vượng à, cậu đi đâu đấy? Chị à, em có việc phải đi chỗ này một lát, xong em về. Alo, Vượng, Vượng ơi. Hãy làm cái gì nữa đây? Vừa mới về một cái, đã dắt díu nhau đi chơi, sợ thật. Vẫn thích à? Dạ. Mà em nghe nói anh dạy Vân vẽ. Ừ. Mà anh tệ thật đấy, là Hai Queen mà chả nói với bọn em gì cả. Anh biết không, bọn em gặp và quý nhau ấy cũng là vì cùng thích Hai Queen đấy. Anh thầy, nay anh có việc gì mà đến đây thế ạ? Cái chuyện tôi là Hai Queen tôi đã nói một lần rồi, là không được nói ra ngoài. Vừa mới gặp lại mối tình đầu, xúc động à? Có cái gì cũng tầm tộc nói ra hết với nó thế? Em có nói cái gì đâu ạ? Muốn yêu đương gì thì tùy, nhưng việc gì đã hứa thì phải làm đi. Học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác. Tìm thầy khác mà học nhá. Ui, anh làm sao đấy ạ? Em thề với anh là em không nói với bác chuyện anh là Hai Queen. Em thề đấy ạ. Bọn em chỉ nói chuyện hai đứa thôi. Chuyện hai đứa? Vâng. Định quay lại với nhau? Thì bác cũng có ý đấy ạ. Chúc mừng nhá. Nhưng mà bác biết anh là Hai Queen không phải tại em ạ. Chắc là bạn nghe ai nói. Với cả em cũng thấy bác là một người biết giữ bí mật, nên nếu mà anh đã dặn ấy thì chắc chắn là bạn ấy không nói với ai đâu ạ. Nên tóm lại là không phải nữa tại em, cho nên là anh vẫn tiếp tục dạy em làm mốt chuyện nhá. Nhá. Tìm cái đứa trong hai đứa của cô mà học.